Cùng mình khám phá top 4 lần camera ghi lại được cá mập Megalodon ngoài đời thật. Video đầu tiên là quay về một con cá mập hết sức bình thường, nhưng ngay sau đó đã có thêm một con nữa xuất hiện. Con cá mập này có vẻ ngoài sần sùi và hình dáng giống hệt như loài cá mập cổ đại. Tiếp theo đây là đoạn video quay lại được một con siêu cá mập tại rãnh Mariana, hay được mệnh danh là rãnh sâu nhất lòng đại dương, và rất có thể đây là một Megalodon tầm trung còn tồn tại. Video thứ ba này quay lại được một con cá mập khổng lồ có tên là Deep Blue tại Mexico. Kích cỡ của nó lên đến tận 17m và khá thân thiện. Cuối cùng là đoạn video được cho là quay vào năm 2011. Một anh chàng khi quay đàn cá voi đang bơi thì đã quay lại được một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Một sinh vật gì đó với kích cỡ khổng lồ đã tấn công cá voi, và nhiều người đã cho rằng đây là Megalodon.